Dạ đúng như vậy đó quý khán giả. Nếu như quý vị chưa tin thì ngay bây giờ hãy cùng tôi và ông Tư đi ra vườn để chăm sóc mấy gốc xoài đó ạ. Mình xới xanh quanh ba gốc để mà có phân hữu cơ. Quá chừng hay luôn Tư ơi. Ông Tư, con tưởng tượng á, nếu như mà nhà mà có chừng vài trăm gốc xoài, vài trăm gốc sầu riêng mà cuốc đất bằng tay chắc là mệt xỉu luôn á. Mệt xỉu luôn. Mà bây giờ buộc có máy móc thì người ta thấy mới yên lòng. Quá khỏe ông Tư ha. 8 tháng rồi dạ. Mình mới thành công được chiếc máy mà nghiêm chỉnh. Ví dụ như một lít xăng thì xới được bao nhiêu gốc cây đó ông Tư? 4 đến 50 gốc cây. Vâng, thưa quý khán giả, với những cái tính năng hữu dụng như thế này mà mỗi một năm thì ông Tư Sự có thể bán ra thị trường hàng trăm chiếc máy. Một chiếc máy như thế này thì có giá là 10 triệu đồng. Ông Tư nói nếu bỏ ra tầm 15 triệu đồng thì sẽ sở hữu chiếc máy xới 3 trồng 1, vừa xới đất, vừa đánh rảnh, vừa lên liếp. Chỉ cần hộp số và động cơ 6 ngựa rưỡi, lắp thêm bánh răng, máy có thể xới sâu hơn các thiết bị thông thường đến 2 tấc đất. Ông Tư ơi, mình tháo lắp, mình chuyển đổi để mình đánh rảnh thì nó có dễ không? Đánh rảnh là chốt nó mà rất đơn giản. Mình làm 1.000 mét vuông thì chỉ có 1 lít xăng. Ôi, chỉ có 1 lít thôi. Dạ. Một ngày thì nó có thể chạy được bao nhiêu mét vuông ạ? Nó chạy được 4.000 mét vuông. Nó nhỏ, nó có vỏ đó. Bởi vậy con biết sao ông Tư vừa khỏe mà vừa trẻ dai rồi. Với một con đất nếu như mà xới đất đánh rảnh thì thường còn khoảng 6 lao động và làm liên tục trong vòng 1 ngày. Tốn chi phí là gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên với chiếc máy này thì chỉ cần một người duy nhất điều khiển mà thôi thì có thể tiết giảm được chi phí bằng rút xuống còn 1/3. Và một điều đặc biệt đó là cái thời gian làm việc nó sẽ rút ngắn xuống rất là thấp đó ạ. Ráng mấy con làm cho nhanh nhanh để kịp lúc để giao cho mà chợ, để trả chợ người ta. Bằng cách làm nông nghiệp thông minh như thế này thì chúng tôi cũng không quá bất ngờ khi mà ở tuổi 80 thì ông Tư vẫn đạt danh hiệu là nông dân sản xuất giỏi. Với khoảng 5 công đất rẫy như thế này thì mỗi một năm ông thu về ít nhất 300 triệu đồng.